Hi, xin chào tất cả các bạn khán giả. Là Nghĩa của Trần Nghĩa. Ở tại chung cư Trần Quang Vũ, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên chúc tất cả các bạn khán giả được nhiều sức khỏe, được nhiều vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn khán giả cái dòng xe online. Giá nó mềm, giá nó hợp với chiếc xe đầu tiên. Em cũng xin giới thiệu với các bạn khán giả đó là xe Honda Accord này thì thường là các bạn nữ là đi là đẹp nha các bạn, thường là các bạn không đi đẹp nhưng mà các bạn nam đi cũng rất là ok luôn, bởi vì cái xe đẹp, người nam người nữ gì đi thì cũng đẹp luôn. Cái xe ngon thì nam hay nữ gì đi nó cũng ngon ha. Đó và với chiếc xe Honda Accord màu trắng này các bạn các chị thấy không, quá mới đi, quá đẹp đi, mới từ trên dưới luôn. Và với chiếc xe Honda Accord màu trắng này, logo của nó là ốp dài, cái kia lắp kê vàng, các bạn thấy không? Nó rất là sang trọng, nó rất là đẹp. Xe nó mới từ trên xuống dưới luôn, mới từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài luôn, zin hết luôn các bạn, xe zin đầu nồi rồi, chưa chạm gì hết. Và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59T177960, một cái xe rất là mới từ trên dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau luôn. Và với chiếc xe Honda Accord này đời rất là cao thì mình mong muốn bán với giá là 48.500.000, cực kỳ mới luôn. Kế nữa là cái loại Honda SH cao, SH thường các bạn. Đó, thì với chiếc xe Honda SH này thì cái chiếc mình giới thiệu đầu tiên nữa là cái chiếc màu đỏ tuyệt vời luôn các bạn, mới cực kỳ mới luôn. Đó, chiếc xe Honda SH màu đỏ này cực kỳ mới luôn, rất là đẹp, rất là mới luôn. Đó, màu đỏ, màu tươi tắn, màu may mắn. Xe đẹp, đi xa tốt, bền, không có hư hỏng vặt nha các bạn. Đó, xe mới từ trên xuống dưới, từng dàn trước ra sau, dàn áo từ trên xuống dưới, dàn chân đó, từ trong ra ngoài, nói chung từ trên xuống dưới nói chung đều liền lạc sạch sẽ, máy móc là các chị thấy máy móc không? Đẹp ơi đẹp. Em mua về chỉ việc đi thôi, không lo hư hoặc sập bất cứ một cái gì hết. Em này mang biển số 59C155998. Bỏ đồ rất là đẹp, biển số cũng dễ thương, biển số gắn cặp luôn, phát cuối cùng luôn, mãi đỉnh, mãi. Và với chiếc xe Honda SH này thì mình mong muốn bán với giá là 61 triệu các bạn. Rồi, cái nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda SH màu đen, có đỏ có đen. Giới thiệu với các bạn các anh chị thấy chiếc xe Honda SH màu đen bóng cũng vậy luôn, mới tinh, mới đẹp từ trên xuống dưới luôn, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái qua phải, mới tinh, còn đen bóng. Mấy cái xe này là máy móc là ok nha các bạn, thường là máy móc đi ngon, cực kỳ ngon và không có hư hỏng bằng, và thường là zin luôn. Đó, xe zin luôn. Em này mang biển số là 59T138090, số rất là đẹp, ngầu hầm luôn hả, ngầu hầm luôn, 20 nút. Và với chiếc xe 20 nút này màu đen rất là đẹp thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá tiền là 66 triệu nha các bạn, 66 triệu cho chiếc xe màu đen này, máy cực dữ luôn, ngon lắm. Rồi,
Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda SH đèn led 2 tầng. Đèn led 2 tầng. Nhưng mà người ta gắn đèn bi về, đèn bi về các bạn nè. Đèn này trợ sáng đi đêm rất là tốt, rất là sáng. Bản thân em đó là cái kiểu là đèn led 2 tầng. Nhưng mà người ta gắn đèn bi về nha các bạn. Xe màu trắng rất là đẹp. Đồng hồ thì là đồng hồ đèn led luôn nha các bạn. Chìa khóa thông minh. Và với cái chiếc xe Honda SH mẫu 2019 này á các bạn, thì nó cũng còn rất là mới luôn. Nói chung mấy cái xe Việt Nam này á thì thường là xe mới các bạn ơi. Nó mới thì các bạn các chị cũng nhìn thấy thực tế là nó mới. Chứ bây giờ nó là xe mẫu đời mới mà nó đâu có cũ được đâu. Em này thì mang biển số là 59L159167. Mình nhìn trực quan thì mình cũng thấy nó mới, thì các bạn các anh chị nhìn thực tế vô nó cũng mới. Thì khi các bạn các anh chị tới thì các bạn các anh chị thấy nó cũng y vậy thôi. Bởi vì nó không có sự khác là khi mà mình quay xe nào là mình quay biển số, quay hình hết từ trên xuống dưới, từ trước ra sau của em nó rồi, thì khi các bạn tới nó cũng y vậy thôi. Chỉ có cái là các bạn các anh chị tới thì các bạn các anh chị sẽ được trải nghiệm chạy thực tế luôn, chạy vừa ý với mua. Và với chiếc xe Honda SH mẫu đèn led mà đã thay đèn bi này rồi các bạn, 2019 này, mẫu 2019 này thì mình mong muốn bán với giá là 74 triệu. 74 triệu nha các bạn, 74 triệu. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là cái mẫu SH đèn led di nguyên bản này các bạn đó, để mình cũng cho các bạn cái sự thấy sự khác biệt cho người sử dụng thôi. Có người thì người ta thích để đèn led 2 tầng này, nhưng mà cũng có bạn trẻ thì người ta thích là thay cái đèn bi vô, các bạn các anh chị thấy không đó. Nếu mà các bạn các anh chị không thích đó, cái đèn bi kia thì mình lại thay đèn led này đó. Nó rất là mới. Và với một cái chiếc xe Honda SH mẫu 2019 đó, thì em là có cái hệ thống thắng đĩa ABS đó. ABS là hệ thống thắng đĩa chống trơn, chống trượt, chống bó phanh đó. Nói chung là đi rất là an toàn, rất là chắc chắn đó. Và đặc biệt là trời mưa các bạn đó, khi mà trời mưa thì mình sử dụng cái hệ thống thắng đĩa ABS thì nó rất là phát huy tác dụng, nó mang tính bảo vệ rất là cao. Một cái xe SH mà đèn led 2 tầng đó, thì mẫu 2019 thì rất là được nhiều các cô chú các anh chị các bạn thích lựa chọn. Hệ thống thắng đĩa ABS là trước và sau, hai thắng đĩa luôn, trước sau ABS hết, đĩa còn rất là nhạy luôn. Và cái xe thì nó mới, coi như gần như là mới nguyên, mới từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nó còn nguyên luôn, chiếc ra sao mới tinh. Và với một cái chiếc xe Honda SH đời 2019 thắng đĩa ABS mang biển số 59L289141 đó, thì với chiếc xe SH 2019 này thì mình mong muốn bán với giá là 83 triệu nha các bạn, 83 triệu. Và kế nữa, nếu như những các bạn các cô chú các anh chị nào mà không có thích mẫu 2019 á, thì có một cái lựa chọn khác, đó là cũng là loại đèn led đó, nhưng mà mắc hiếp đèn led đời 2021-22 màu trắng đèn led mắc hiếp luôn. Nói chung là mẫu này là mẫu mới nhất rồi đó, nó mới tinh nè, mới từ trên xuống dưới luôn đó, mới từ trên xuống dưới luôn. Nói chung là quá mới luôn các bạn ơi. Đó thì các bạn các chị thấy không, em nó mới quá. Và xe này thì cũng như xe 2019 cái mẫu đó thì là đều có hệ thống thắng đĩa ABS đó, an toàn tuyệt đối cho chúng ta vận hành cái xe khi mà điều khiển giao thông. Cái xe đó nó đẹp, cái nào nó cũng đẹp và cái nào cũng cái độ an toàn của nó còn ngon, thì chúng ta cứ sử dụng mà vừa ý thôi. Xe này
còn rất là mới luôn. Chìa khóa thông minh. Nói chung cái xe đời 2020 21 á, 22 là các bạn là nó tích hợp rất là nhiều cái chức năng công nghệ vô. Xe này nó quá mới nên người ta còn nhắc em nguyên chiếc luôn các bạn. Xe đời mới nên không có thể chê vô được cái gì các bạn. Nó quá mới đi. Và em này mang biển số là 59B311215. Và với chiếc xe Honda đó, mẫu 2021-22 này thì mình mong muốn bán với giá là 88 triệu nha các bạn. 88 triệu cho một chiếc xe mẫu 2021-22 thắng đĩa ABS. À, ngoài ra thì mình cũng xin hứa với các bạn các anh chị là những cái xe mà phân phối mà các bạn muốn lớn hơn thì có là 350. Nhưng mà thật ra mình nói thật cũng rất là hiếm. Ít khi bán được 350. Lúc mà mới ra thì người ta háo hức. Nhưng mà khi mà mua 350 thì thấy là bán rất là chậm. Đó, xe mới cũng để cho có, để cho cái sự lựa chọn của khách hàng thôi. Chứ mà cái 350 nó rất là kén người đi chứ bạn. Xe mới ABS hết. Công nghệ thì rất là nhiều nhưng mà người ta lại hướng vô cái bằng lái á các bạn. Đó, nó thất thế là vậy thôi, chứ còn chạy thì nó rất ngon nhưng mà nó 350 thì nó phải giá thì cũng mềm thôi, 160-170 triệu thôi, 160-170 triệu xe mới 100% chưa đổ xăng. Đó, nhưng mà cái điều hơi kén người chạy. Qua màu sắc kia, từ màu mâm này qua mặt kia các bạn các anh chị có thể được đổi một cách nó thoải mái, được dễ dàng và hoàn toàn miễn phí luôn. Cơ bản là làm sao cho các bạn các anh chị cảm thấy khi mà mua cái xe cũ nhưng mà cũng được phục vụ cũng như là hỗ trợ vừa ý hài lòng nhất có thể đó. Tại vì mỗi người mỗi một sở thích, mỗi một cái ý mà. Ví dụ người có thích là xe màu đỏ, người thích xe màu trắng, người thích xe màu đen, người thích người mâm trắng, người thích mâm đen. Nhưng mà cơ bản là khi các bạn các chị thích cái loại nào thì chúng em cố gắng làm sao cho các bạn các chị hài lòng vừa ý nhất. À, ngoài ra các bạn các chị người thì cũng có cái sở thích là SH cao, nhưng mà cũng có người có thích nó loại SH nữ nó lực hơn chút đó, thì đa dạng để các bạn các chị thấy là khi các bạn các chị tới thì các bạn các chị có thể là được cho mình đủ cái loại nào phù hợp nhất. Ví dụ như xe nó có trong cái nó có thì nó có cái màu vàng, màu trắng, màu đen, màu xám, màu đỏ, nói chung là khá là nhiều cái lựa chọn. Thì khi chúng ta tới tận nơi thì chúng ta sẽ lựa được nó vừa ý hài lòng hơn. Xanh nữa, nói chung là rất là đẹp, cái mẫu này rất là mới. Thì một lần nữa em mong các bạn các chị tới tận nơi để trải nghiệm cũng như là để thử xe, ra xe. Và quan trọng nhất là để làm giấy tờ. Sau khi các bạn các anh chị làm giấy tờ xong thì các bạn được đưa về, hoặc là các bạn các anh chị tới làm giấy tờ xong các bạn thử test xe các kiểu xong rồi mới thu tiền là sau cùng nha các bạn. Và em cũng xin hứa luôn với các bạn các anh chị là có những cái trường hợp, ví dụ như các bạn các anh chị mua mới luôn á mà có đủ tiền thì chúng ta mua luôn. Còn nếu mà chúng ta khả năng tài chính nó có một cái chút gì đó nó hạn chế, hoặc là chúng ta có một cái kế hoạch gì đó cho tài chính đó, chúng ta có thể mua góp mà chúng ta đưa trước một số tiền tượng trưng khoảng 30-40%, và số tiền chúng ta còn lại chúng ta có thể kinh doanh hay là sử dụng vào một cái vấn đề gì đó tốt hơn, nó sinh ra lợi hơn, và để đem lại cái đồng tiền lợi đó chúng ta góp lại cho ngân hàng ha. Thì chúng ta có thể sử dụng cái phương án là mua góp đó. Mua thẳng thì cũng được mà mua góp cũng được, mà mua thẳng hay mua góp thì các bạn các chị cũng đều được làm giấy tờ nghiêm chỉnh rõ ràng, giấy tờ nghiêm chỉnh rõ ràng xong mình mới nhận lúa sau cùng nha các bạn. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều. Chúc tất cả các bạn các chị được nhiều thành công, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào.